thùng gỗ phượng rau qua mặt lực lượng chức năng như thế nào? Ngay sau khi bị bắt quả tang hai xe vận chuyển lâm sản trái phép, lực lượng C44, C49 Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến vào rừng, vây ráp lán trại của trùm gỗ phượng rau, phát hiện nhiều tang vật dùng cho việc khai thác gỗ. Không cho trở tay, sau khoảng 1 tháng theo dõi, nắm bắt tình hình, đến 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4, Cục Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với Văn phòng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Bộ Tư lệnh, Cảnh sát Cơ động Bộ Công an tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản gỗ, gồm 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 61C07270 và 61L3057 tại khu vực thị trấn Ea Liên, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Khi làm việc với lực lượng công an, các đối tượng khai số gỗ trên là của Phan Hữu Phượng, sinh năm 1968, biệt danh là Phượng Râu, được vận chuyển từ khu vực lán trại tại tiểu khu 464 thuộc lâm phần của vườn quốc gia Giót Đôn, gần đồn biên phòng 747, Bộ Chỉ huy Đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, cử cán bộ phong tỏa khu vực tiểu khu 464 và phát hiện một lán trại có diện tích khoảng 150m2. Nơi lán trại này đang tập kết 2 xe máy độ chế, 3 xe máy kéo, 4 xe reo, 4 máy cưa, 1 thùng phi dầu DO loại 200 lít còn đầy. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và những tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã tạm giữ trùm gỗ phượng râu, đưa về trụ sở công an huyện Cư Rút để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Đến tối ngày 27 tháng 4, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà của Phượng Râu tại số 243 đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 2, thị trấn Ea Liên, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép lâm sản. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, trước khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét, cơ quan cảnh sát cơ động và nhiều chiến sĩ công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, không cho người lạ tiếp cận bên trong. Đến gần 1 giờ sáng ngày 28 tháng 4, lực lượng của Bộ Công an mới hoàn tất quá trình khám xét và áp giải đối tượng Phượng Râu về lại trụ sở công an huyện Cư Rút. Lập lán canh gỗ để qua mặt lực lượng chức năng. Theo tìm hiểu của phóng viên, vào năm 2015, Phan Hữu Phượng trúng thầu một vụ đấu giá gỗ tại huyện Buôn Đôn. Được biết, đây là số gỗ trục vớt từ suối lên nên chất lượng và giá trị không cao. Sau khi trúng đấu giá số gỗ này, Phượng vận chuyển về một ít còn lại tập kết dọc đường cách đồn biên phòng 747 khoảng 2 km suốt một thời gian dài. Khi tiếp cận hiện trường, phóng viên phát hiện hầu hết số gỗ này đều bị vứt lăn lóc, phần lớn đã hư hỏng, mất giá trị. Tại sao Phượng Râu bỏ mặc gỗ bán đấu giá hư hỏng? Với cái cớ để bảo vệ, canh giữ gỗ trúng đấu giá, Phượng xin phép cơ quan chức năng lập nên một lán trại gần đồn biên phòng 747. Sau đó, Phượng cho nhiều máy móc vào đây để phục vụ cho công tác vận chuyển gỗ trúng đấu giá của mình. Theo đại diện đồn biên phòng 747, đơn vị cũng đã có ý kiến bằng miệng với cấp trên yêu cầu Phượng vận chuyển hết số gỗ thu mua trúng đấu giá khỏi khu vực tập kết. Tuy nhiên, Phượng được cấp phép gia hạn thời gian canh giữ vận chuyển gỗ tới ngày 30 tháng 4 năm 2018. Qua công tác rà soát, kiểm tra thì trong phạm vi do đồn quản lý không phát hiện dấu hiệu rừng bị khai thác, cũng không có bãi gỗ nào được tập kết ngoài bãi gỗ mà Phượng đã thu đấu giá trước đó, vì đại diện đồn biên phòng 747 cho hay. Tương tự, đại diện vườn quốc gia Giót Đôn cho biết đơn vị đã có ý kiến bằng văn bản đến các cơ quan chuyên môn yêu cầu Phượng về vận chuyển hết số gỗ đã trúng đấu giá khỏi nơi tập kết, nhưng đến nay số gỗ ấy vẫn nằm im tại chỗ. Khi đơn vị cử lực lượng kiểm tra xác minh thì thấy có dấu xe reo từ nơi khác đến. Sau đó, đơn vị mở rộng kiểm tra một số tiểu khu dọc biên giới gần đồn 747 và hai bên tuyến đường quốc lộ 14C từ đồn biên phòng 747 đi Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, không phát hiện dấu vết khai thác gỗ cũng như tập kết gỗ, đại diện vườn quốc gia Giót Đôn thông tin. Như vậy, về mặt lý thuyết, lán trại của Phượng được dựng lên hợp pháp để bảo vệ gỗ trong thời gian chờ vận chuyển. Thế nhưng, thực tế thì đây chỉ là cớ để Phượng qua mặt lực lượng chức năng và thuận tiện hơn trong việc vận chuyển trái phép lâm sản từ nơi khác đưa về. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phan Hữu Phượng và các đối tượng liên quan.
đường dây gỗ lậu của trùm Phượng Râu. Ung Dung dựng lán trại ngay trước đồn biên phòng, kéo điện nước từ đồn để sinh hoạt trong thời gian khai thác gỗ lậu, nhưng cán bộ đồn biên phòng không biết. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C-49 Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một vụ mua bán vận chuyển khai thác gỗ trái phép quy mô lớn, xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 27 tháng 4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển hai xe gỗ lậu tại khu vực thị trấn Ea Liên, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông. Số gỗ này là của Phan Hữu Phượng, tức Phượng Râu, ngụ thị trấn Ea Liên. Tổng khối lượng trên hai xe này khoảng hơn 40 mét khối gỗ các loại từ nhóm 2A đến nhóm 4, cùng thời điểm các mũi chuyên án ập vào xưởng gỗ của Phượng Râu ở thị trấn Ea Linh và lán trại của Phượng Râu tại khu vực biên giới, nằm trong vườn quốc gia Gióc Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Xưởng gỗ của Phượng Râu nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, rộng hàng ngàn mét vuông, bên ngoài được bao bọc bởi những bức tường cao. Phía trong xưởng trang bị nhiều máy cưa CD, xe nâng, xe vận chuyển. Trong xưởng có rất nhiều gỗ đã được xẻ thành phẩm. Theo một cán bộ điều tra, lực lượng ban chuyên án đã mật phục theo dõi, đeo bám quyết liệt một thời gian dài và tổ chức phá án vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Lán trại khai thác gỗ sát đồn biên phòng. Theo quan sát của phóng viên, lán trại của Phượng Râu rộng khoảng 150 m², có hàng chục chỗ ngủ. Trong lán trại có 4 máy cưa, 10 can dầu loại 20 lít đã sử dụng, một thùng phi loại 200 lít dầu đang đầy. Quanh lán trại có 3 xe máy kéo, 4 xe reo không có biển số. Điều đáng nói, lán trại này chỉ cách đồn biên phòng 747 khoảng 500 m. Lán trại này kéo điện, nước từ đồn biên phòng, phục vụ ăn ở dài ngày để khai thác gỗ. Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng 747 cho rằng, trước đây công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Trúc của ông Phượng mua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk một lần gỗ trục vớt dưới suối Đắk Đam. Doanh nghiệp này đã vận chuyển một phần, số còn lại khoảng 200-300 m³ gỗ trục vớt từ nhiều năm trước, đang tập kết cách đồn khoảng 1,5 km. Thượng tá Tùng đồng ý cho công ty này dựng lán trại cho người ở trong khu vực biên giới để trông coi tài sản trên diện tích rừng do đồn quản lý, không có bãi khai thác gỗ nào cả. Trong lúc tuần tra vào tối ngày 26 rạng sáng ngày 27 tháng 4, đơn vị không phát hiện xe chở gỗ nào đi qua địa phận của đồn quản lý. Có thể các đối tượng lợi dụng việc ở lại lán trại đã khai thác gỗ lậu, Thượng tá Tùng nói. Còn theo biên bản làm việc giữa cơ quan điều tra và đồn thì đại diện đồn biên phòng 747 cho biết khu vực lán trại và các máy móc phương tiện của ông Phượng nằm trên đất của vườn quốc gia Gióc Đôn. Khu vực này là khu vực biên giới thuộc biên phòng 747 quản lý. Ông Phượng đăng ký vào lán trại cách đây khoảng 5-6 năm và thường xuyên ra vào lán trại. Đại gia Điện Biên chơi trội khi sở hữu bộ bàn ghế, gỗ lim nguyên khối hiếm có, với những hoa văn tinh xảo. Trước đó, bạn đọc có thể đã từng biết đến, căn nhà sàn bằng gỗ lim, lớn nhất Việt Nam được cất dựng tại Điện Biên. Trong căn nhà này, có 71 bộ bàn ghế, được đục đẽo bằng gỗ lim quý hiếm nguyên khối. Bộ bàn ghế này bao gồm 4 ghế đơn, 1 đôn, bàn nhỏ. Mỗi chiếc ghế có chiều cao, lên tới khoảng hơn 1 mét. Một chiếc ghế đơn có thể ngồi, lọt thỏm tới 2 người lớn. Họa tiết được chạm trổ trên bộ bàn ghế là họa tiết rồng phượng, uốn lượn tinh xảo. Tất cả những hạng mục trong công trình nhà sàn này, bao gồm cả bộ bàn ghế, đều được chế tác bởi đội ngũ thợ lành nghề trên chất liệu gỗ lim nguyên khối. Ngoài ra, tại một vị trí khác trong khu nhà, chủ nhà còn bày một bộ bàn ghế khác bằng chất liệu gỗ lim, bao gồm 2 ghế đơn và một ghế dài với chiều dài khoảng 3 mét, chiều cao khoảng 2 mét, đục đẽo hoàn toàn bằng gỗ lim nguyên khối. Bàn ghế được đục đẽo, chạm trổ thủ công tinh xảo, với những hoa văn, khá công phu và đòi hỏi kỹ thuật cao. Lim là một loại gỗ quý hiếm của Việt Nam, không dễ dàng tìm thấy và khai thác, vì đây là một trong những sản vật quý hiếm của thiên nhiên. Tuy nhiên, gỗ lim rất dễ nhận dạng, vì vân gỗ rất đẹp và rất quen thuộc với người Việt Nam ta. Chính vì vậy, để có được bộ bàn ghế nguyên khối đẹp mắt với kích thước lớn như vậy, theo tính toán của những người am hiểu về gỗ lim, giá của bộ bàn ghế này ít nhất cũng lên tới vài trăm triệu đồng. Những hạng mục trong công trình nhà sàn này, bao gồm cả bộ bàn ghế, đều được chế tác bởi đội ngũ thợ lành nghề trên chất liệu gỗ lim nguyên khối.
Bộ bàn ghế nằm trong quần thể nhà sàn, bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Ngôi nhà trị giá hàng trăm tỷ đồng này, trải rộng trên diện tích gần 500 mét, nằm trong một khu du lịch sinh thái, ẩn mình giữa núi rừng Điện Biên. Ngôi nhà sàn bằng gỗ lim này, được đại gia Bùi Đức Giang xây dựng trong vòng 4 năm, và mới được xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam. Về nhà sàn bằng gỗ lim, lớn nhất Việt Nam.